tin buồn, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lê Sơn sinh năm 1930 tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nguyên là phó văn phòng ban tổ chức trung ương cục, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy Thủ Đức cũ đã nghỉ hưu. Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương vẻ vang hạng 3, huy hiệu Hồ Chí Minh, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần lúc 17 giờ 5 phút ngày 2 tháng Giêng năm 2008, linh cử quan tại số 68 đường 17 khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng Giêng năm 2008, lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng Giêng năm 2008, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức. Tin buồn, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 1 quận 5 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Hùng Thay, sinh năm 1933 tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, nguyên là phó giám đốc xí nghiệp quốc doanh nước mắm Liên Thành đã nghỉ hưu. Huy chương kháng chiến hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần lúc 1 giờ 45 phút ngày 3 tháng Giêng năm 2008, lên cử quan tại số 99 đường số 1 khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, Bình Tân. Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ ngày 3 tháng Giêng năm 2008, lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng Giêng năm 2008, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.